Vĩnh Phú, Ngọc Lan, Luân Tuấn, Minh Phát. Kim Thoa, Thiên Anh, Nhật Tân. Còn rất nhiều bạn chưa mở camera lên, mở lên camera hết thì chúng ta bắt đầu nào. Em mở rồi mà cô. Rồi, hôm vừa rồi chúng ta đã kết thúc bài giao tiếp, thuật giao tiếp sao cho hiệu quả trong ngành khách sạn. Rồi, hôm nay chúng ta bắt đầu đi sâu vào chương trình lưu trú của khách và chương trình phục vụ quá trình lưu trú của khách. Nghĩa là chúng ta đi sâu vào cái vòng tròn được chia làm 4 phòng, được chia làm 4 phần đó. Cái mà cô hay đùa gọi là vòng đời lưu trú của khách. Rồi bạn nào có thể nhắc lại cho cô biết là vòng tròn chu trình lưu trú của khách được chia làm mấy phần? Ngọc Ánh nào? Dạ thưa cô, được chia làm 4 phần. Rồi. Phần thứ nhất là pre-arrival. Rồi. Phần thứ hai là arrival. Rồi. Phần thứ ba là in-house. Rồi. Phần thứ tư là departure. Rồi, đúng rồi. Đó là chu trình lưu trú của khách. Đúng ạ. Còn tiếp tục tương ứng với từng cái chu trình lưu trú của khách thì công việc của nhân viên lễ tân trong việc phục vụ khách tương ứng với từng cái phần tư của vòng tròn đó là gì? Đúng ạ. Hồi nãy chúng ta nói đến là cái chuyện của khách, khách chưa tới, khách tới, khách ở, khách đi, đúng không ạ? Vậy bây giờ tương ứng với việc những cái giai đoạn của khách đối với khách sạn, vậy thì công việc của người lễ tân trong từng giai đoạn đó là gì? Nghĩa là lễ tân làm những công việc gì tương ứng với từng giai đoạn đó? Rồi, mời các bạn. Vòng tròn chúng ta có hai màu, đúng không ạ? Màu xanh ở trong, màu trắng ở ngoài, đúng không ạ? Rồi, ở trong là chu trình lưu trú của khách. Còn vòng tròn lớn ở ngoài đó là các công việc phục vụ khách. Rồi, trước khi bắt đầu bài mới chúng ta phải trả lời được câu hỏi này. Bởi vì hôm nay bắt đầu chúng ta đi vào phần này. Nếu các bạn không nắm kiến thức tổng quan, không nắm được cái vòng tròn thì chúng ta học từng cái phần tư đó không ý nghĩa gì cả. Rồi, trả lời được câu hỏi này thì chúng ta mới tiếp tục bài học. Rồi, mời các bạn thử nhớ lại hoặc xem lại kiến thức và cho cô câu trả lời. Công việc tương ứng của lễ tân trong 4 giai đoạn lưu trú của khách là gì? À, mời những cánh tay của các bạn nào. Còn ai biết nữa không? Chỉ có một bạn biết thôi hả? Hai bạn. Vậy là chỉ có hai bạn này học bài với xem bài thôi, với ghi bài thôi. Còn những bạn khác? Rồi. Tôi có thói quen gọi những người không giơ tay.
Nguyễn Khang Duy. Để em nghe cô. Đó là câu hỏi đấy bạn. Cô là chương trình phục vụ khách hàng là gồm 4 bước. Thứ nhất là reservation. 4 bước. Hoặc là re-arrival. Bạn dùng 4 bước là sai rồi. Nó không phải là bước, nó là công việc của người lễ tân tương ứng với từng chương trình lưu trú của khách. Dạ vâng. Đây là trước rồi, khi khách bạn đến. Bạn nêu từng giai đoạn và bạn nêu công việc tương ứng đi ạ. À? Cô là trước khi khách đến là gồm có reservation. Cô là consolation. Thứ hai là khách đã đến là gồm có. Rồi bạn nói một phần thôi. Ở phần trước khi khách đến thì công việc của người lễ tân liên quan đến công việc gì ạ? Dạ ông cô làm những cái đặt phòng đó cô, những cái đặt phòng. Rồi, những cái đặt phòng, vậy những cái gì liên quan đến đặt phòng, những công việc như thế nào ạ? Ông cô làm nghe điện thoại của khách để khách đặt phòng thì mình confirm lại. Rồi, nhận đặt phòng. Nhận đặt phòng. Thứ hai là quỹ đặt phòng. Quỹ đặt phòng. Selection. Gì nữa không? Rồi em nhớ được hai cái đó rồi cô. Rồi. Rồi còn cái thứ ba nữa là điều chỉnh đặt phòng. Dạ. Rồi tiếp tục. Giai đoạn tiếp theo. Arrival. Khi khách đến. Công việc của lễ tân là gì? Re-arrival là những công việc liên quan đến đặt phòng. Vậy arrival, khách đến, thì công việc của lễ tân là gì? Rồi Thanh Phương nè. Dạ thưa cô, là khi khách đến thì lễ tân sẽ đăng ký lưu trú cho khách, kêu khách điền form và đưa chìa khóa, sau đó là phân bố phòng. Rồi, và cái công việc đó chúng ta có một cái tên chung gọi công việc đó là gì ạ? Làm gì ạ? Chúng ta làm gì? Dạ thưa cô, là check-in ạ. Ờ, đúng rồi, check-in. Rồi, tiếp theo, giai đoạn thứ 3, in-house. Lưu trú. Vậy công việc của người lễ tân là gì? Giai đoạn lưu trú, công việc lễ tân là gì nào? Bạn nào đang mở mic à? Tắt đi bạn Trần Thanh Tùng. Rồi cô mời bạn Nguyễn Thanh Thảo N09. Có bạn Nguyễn Thanh Thảo ở đây không ạ? Dạ có ạ. Trả lời câu hỏi đi bạn. Dạ thưa cô, là lo về các phương tiện vận chuyển, các cái điện thoại, thư điện tử và thông tin khách sạn, theo dõi hồ sơ, đảm bảo an toàn tài sản và thu lợi ngoại tệ cho khách. Rồi, vậy trong giai đoạn lưu trú của khách, nghĩa là chúng ta phục vụ tất cả những yêu cầu của khách, đúng không ạ? Dạ. Mẹ
chuyển, có khách có yêu cầu thì chúng ta sẽ phục vụ yêu cầu của khách. Bên cạnh đó chúng ta còn phải theo dõi hồ sơ chi phí của khách. Rồi giai đoạn cuối cùng trong chương trình lưu trú của khách, departure, thì công việc của người lễ tân là gì ạ? Ở giai đoạn departure, công việc của người lễ tân là gì nào? Huỳnh Kim Thoa. Dạ em nghe ạ. Trả lời câu hỏi bạn. Dạ thưa cô, là ở giai đoạn người bachelor là công việc của người lễ tân là check out cho khách, check out cho khách. Rồi, check out là làm gì ạ? Cô là làm thủ tục để cho khách trả phòng đó cô. Và gì nữa ạ? Cái quan trọng nhất của việc check out khách rời đi, quan trọng nhất là gì? Làm thủ tục, thủ tục là một chuyện. Và nhất là mình phải làm điều gì? Người ta ở kiểm tra, người ta nợ nần mình rất là nhiều, thì bây giờ cái giai đoạn check out quan trọng nhất là gì? Cô là thanh toán cho khách. Rồi. Rồi, vậy là chúng ta đã ôn lại cái vòng tròn chu trình lưu trú và chu trình phục vụ khách. Và hôm nay chúng ta đi vào vòng tròn 1/4 đầu tiên, công việc của người lễ tân trong giai đoạn khách sắp đến, nghĩa là khách chưa đến, khách chuẩn bị đến, pre-arrival. Vậy thì công việc của người lễ tân sẽ liên quan đến những gì thuộc về đặt phòng. Rồi chúng ta đi vào 1/4 đầu tiên. Bài đặt phòng này về lý thuyết khá là dài, rất là nhiều. Nhưng thực tế lý thuyết không khó. Cho nên chúng ta sẽ có một phần bài về nhà. Mỗi lớp sẽ tự tìm hiểu về một mục trong bài đặt phòng này. Và sau đó ngày hôm sau, đại diện của các bạn trong lớp, tôi sẽ gọi tên bất kỳ người nào của các bạn trong lớp và trình bày cái phần, cái đề mục mà tôi đã phân cho lớp các bạn. Nếu bạn nào trình bày không tốt thì lại kêu người khác, đúng không ạ? Và chúng ta lấy điểm cho cả lớp. Rồi. Đây là tất cả những kiến thức mà chúng ta sẽ phải đi hết, chúng ta sẽ phải học được, chúng ta sẽ phải hiểu được sau khi chúng ta học xong bài đặt phòng. Chúng ta hiểu về khái niệm, mục đích, nhiệm vụ, rồi chúng ta hiểu về các loại đặt phòng, rồi các nguồn đặt phòng. Từ các nguồn đặt phòng sẽ xây dựng nên các loại giá phòng và các loại nguồn khách. Rồi từ đó chúng ta lại học về giá phòng, rồi chúng ta lại học về các hạng phòng, rồi các loại giường, rồi đặc tính phòng. Đúng không? Và cuối cùng, tổng hợp hết tất cả những phần này, thì chúng ta sẽ xây dựng nên quy trình nhận đặt phòng của khách. Đúng không? Bao gồm những nhóm khách hoặc là cá nhân, tùy vào nguồn khách như thế nào, chúng ta sẽ xây dựng quy trình. Đúng không? Và khi xây dựng quy trình là phần của các bạn làm. Tôi sẽ không đọc quy trình cho các bạn chép, mà xây dựng quy trình nghĩa là dựa vào toàn bộ những gì lý thuyết mà chúng ta học cũng như chúng ta tìm hiểu. Vậy thì chúng ta sẽ suy nghĩ xem, để nhận một đơn đặt phòng thì chúng ta sẽ phải làm những gì, làm những gì và làm cái gì trước, cái gì sau, thì chúng ta gọi đó là quy trình. Làm những gì là tất cả những công việc chúng ta cần làm. Đưa những công việc đó theo thứ tự, cái nào làm trước, cái nào làm sau, chúng ta gọi là bước 1, bước 2, bước 3. Sau khi hoàn tất được cái bản đó, chúng ta gọi là quy trình nhận đặt phòng. Được chưa? Rồi, và sau khi chúng ta xây dựng được quy trình nhận đặt phòng, thì chúng ta sẽ kết thúc bài đặt phòng ở ngang phần lý thuyết. Rồi các bạn đợi cô tí xíu nha.
Rồi, chúng ta bắt đầu đi vào phần đầu tiên của bài đặt phòng. Học xong bài đặt phòng này, chúng ta sẽ biết được định nghĩa. Chúng ta sẽ phải thực hiện được quy trình đặt phòng. Chúng ta phân biệt được các nguồn, các loại phòng và hiểu rõ được mức giá. Và cuối cùng là mô tả được hệ thống đặt phòng của một nhân viên lễ tân cần phải làm gì. Rồi đầu tiên, đây là khái niệm về đặt phòng. Định nghĩa khái niệm về đặt phòng. Rồi, các bạn đọc định nghĩa về đặt phòng này. Định nghĩa về đặt phòng có hai ý. Đúng không ạ? Rồi các bạn đọc hết định nghĩa này và cho tôi từ keyword, nghĩa là cái từ nó bao hàm ý nghĩa chính của định nghĩa về đặt phòng. Có thể cái định nghĩa này nó nêu ra rất là dài nhưng nó bao gồm hai ý. Thì ý đặt phòng là gì? Nó bao gồm trong hai từ keyword chính. Ở trên phần thứ nhất có hai từ. Và phần thứ hai có một từ. Rồi, các bạn đọc hết. Chúng ta có 5 phút đọc hết phần khái niệm này. Và các bạn nghĩ rằng đâu là từ keyword của phần khái niệm này thì cho tôi biết, giơ tay cho tôi biết ạ. Bất cứ một đoạn văn hay là một phần nào thì nó đều có từ keyword của nó. Được chưa? Rồi, cho các bạn mình 5 phút đi. Các bạn đã có câu trả lời rồi đó, nhưng mà cho các bạn mình 5 phút đi. Và các bạn 5 phút, trong 5 phút đó các bạn có thể nghiền ngẫm và các bạn thử xem nếu có phần nào không hiểu thì mình cũng được quyền đưa câu hỏi và tôi sẽ giải thích thêm cho các bạn. Đúng không? Rồi, hiện tại đã có 2 bạn giơ tay. Tôi cần thêm những cánh tay của các bạn để xem là mình hiểu bài ngang đến đâu. Được chưa? Câu trả lời không quan trọng đúng hay sai. Rồi, cho các bạn mình 5 phút đi ha. Những bạn có câu trả lời rồi chúng ta giữ thôi đó. Cho các bạn mình 5 phút để các bạn mình có thể nghiền ngẫm kỹ hơn và tìm ra cái từ keyword đúng hơn.
Rồi, thời gian đã hết nào. Ai có câu trả lời? Hoặc ai có thắc mắc? Rồi, hai bạn hiện tại đang giơ tay là thắc mắc hay câu trả lời đây? Dạ, trả lời con. Ờ. Trả lời của mình. Rồi, vậy là cả lớp mình không ai thắc mắc gì hết đúng không ạ? Rồi, cô mời bạn Quỳnh My nào. Cho cô câu trả lời. Được từ cô... nào là từ keyword ạ? Tôi cô theo em keyword là thỏa thuận và cam kết. Rồi, hai từ thôi. Dạ đúng rồi. Rồi, ai có ý kiến khác không ạ? Ai có ý kiến khác nữa không ạ? Rồi, Quỳnh My, thỏa thuận và cam kết là ở định nghĩa đầu tiên. Khái niệm này bao gồm hai ý đúng không ạ? Ý đầu tiên là thỏa thuận cam kết, còn ý thứ hai, keyword của ý thứ hai là gì ạ? Tôi còn... theo em là cả hai đoạn nó đều về thỏa thuận và cam kết đó cô. À ok, chị đã từ thỏa thuận và cam kết là cho cả cái khái niệm này. Dạ. Rồi, còn ai có ý kiến khác nữa không ạ? À, cô mời bạn Minh Thư nào. Dạ thưa cô, là theo em là từ thỏa thuận cam kết với lại văn bản. Rồi, thỏa thuận và cam kết ở ý đầu tiên và văn bản ở ý thứ hai đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Rồi, Ngọc Ánh, bạn có ý kiến khác không? Dạ thưa cô, theo em thì là thỏa thuận ở đoạn 1, thỏa thuận với cam kết là một cái, là một từ. Còn khách sạn có trách nhiệm giữ các chi tiết cụ thể về phòng là thứ hai. Còn đoạn văn thứ hai thì là thỏa thuận điều kiện và quy định đặt phòng. Còn cái... từ từ cô em sửa lại, cái thứ hai là thỏa thuận và điều kiện và cam kết để thực hiện. Dài vậy, keyword mà dài vậy anh. Còn ai có ý kiến khác nào nữa không ạ? Cần thêm nhiều ý kiến nào, chắc mỗi ý kiến nêu lên mỗi từ hết cái khái niệm này luôn quá. Còn cái keyword của anh nó hơi dài nha, khi chúng ta nói tới keyword chúng ta chỉ nói tới những từ ngắn thôi đúng không ạ? Rồi, Mỹ Duyên nào. Dạ thưa cô, là thỏa thuận cam kết với quy định. Thỏa thuận cam kết quy định. À, quy định là từ ở ý thứ hai đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Rồi, cảm ơn ý kiến của các bạn. À, có đúng và cũng có chưa chính xác. Từ keyword chính xác của đặt phòng này, nó bao gồm hai phần. Phần thứ nhất, nó nói lên cái việc, cái sự việc chính của công việc đặt phòng, cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm chính, cái sự việc xảy ra trong quá trình đặt phòng, đó là sự thỏa thuận và cam kết. Hai từ keyword của phần đầu tiên đó là thỏa thuận và cam kết. Yeah, hầu như các bạn đều nêu đúng ý này. Vì sao? Khi chúng ta đặt phòng là chúng ta chưa ràng buộc gì nhau cả đúng không ạ? Chúng ta mới hỏi qua, hỏi lại. Giống như giờ các bạn đi đặt dịch vụ, không nhất thiết phải là dịch vụ phòng, nhưng tất cả những dịch vụ nào khác cũng vậy. Mua vé máy bay cũng vậy, mua tour cũng vậy. Hỏi, ủa tour đó làm sao vậy? Ờ tour đó có gì trong đó? Giá cả làm sao? Rồi tour khác, đúng không ạ? Món ăn cũng vậy, khi chúng ta order món ăn cũng vậy. Ủa món bò này trong này có gì em? Bò xào thì gì? Còn thịt kho thì gì? Cũng là thịt heo mà thịt kho này là gì? Mà thịt chiên thì là gì? Mà thịt ram thì là gì? Đúng không ạ? Chúng ta hỏi thông tin qua lại. Sau rồi đó chúng ta nói giá của sản phẩm. Rồi bắt đầu suy nghĩ. Rồi bên bán thì muốn giới thiệu để cho bên mua. Đúng không? Bên mua thì suy nghĩ những sản phẩm đó cái nào là phù hợp với mình. Nghĩa là lúc đó chúng ta đang nằm trong giai đoạn thỏa thuận. Được chưa? Và sau khi thỏa thuận rồi, mà chúng ta gọi là ngã giá rồi, đồng ý rồi, thì bắt đầu mới xuất hiện cái việc gọi là cam kết. Mới đầu vô chúng ta đâu biết chúng ta hứa gì. Đầu tiên chúng ta phải chào hàng, chào bán, giới thiệu sản phẩm, rồi khách hàng lựa chọn. Thì cái việc này chúng ta gọi là thỏa thuận.
Sau khi khách hàng đã chốt đơn, lựa chọn rồi thì chúng ta mới có một cái sự gọi là cam kết. Cam kết nghĩa là gì? Là hứa đó. Đúng không ạ? Chữ cam kết này nó sẽ mặc nhiên nó định ra chữ trách nhiệm rồi, cho nên khi chúng ta đã nói tới chữ cam kết là nó bao hàm. Khi mà bạn đã hứa làm một việc gì thì bạn có trách nhiệm phải giữ lời hứa, đúng không? Vậy khi đặt phòng, công việc đặt phòng là công việc mà chúng ta thỏa thuận đôi bên và sau đó chúng ta cam kết. Được chưa? Đó là hai từ keyword của ý đầu tiên. Còn để diễn giải ra thỏa thuận và cam kết giữa hai đối tượng là ai? Luôn luôn giao tiếp phải có hai đối tượng, đúng không ạ? Người nói và người nghe. Và trong trường hợp này người nói và người nghe là ai? Là khách hàng và nhân viên khách sạn, đúng không ạ? Thỏa thuận cái gì và cam kết cái gì, đó là một nồi ở dưới này, đúng không? Đây là những tiêu chí, những cái hoạt động hoặc những cái gì, những cái loại mà người ta sẽ thỏa thuận cam kết. Thỏa thuận cam kết cái gì? Chữ what á, thì nó sẽ nằm ở đây. Được chưa? Rồi, vậy kết thúc ý thứ nhất. Cái lúc mà quá trình giao dịch đặt phòng, đó là việc thỏa thuận và cam kết, sự thỏa thuận và cam kết. Nhưng mà sau khi kết thúc cái công việc đặt phòng này rồi, hai bên chào bye bye, hẹn gặp lại người đó tới nha, hoặc là cảm ơn đã gọi điện đặt phòng, chúc máy nha. Xong rồi mới phát hiện ra là gì? Bộ chúng ta thỏa thuận, chúng ta cam kết bằng gì? Bằng niềm tin nữa. Nên nhớ một điều, đúng không ạ? Lời nói gió bay. Hôm bữa lúc bài giao tiếp cô đã nói gì à? Tất cả những gì nó gọi là quan trọng, nó gọi là cần có tính chính xác và nó cần một sự bảo đảm cao, thì chúng ta cần phải giao tiếp bằng hình thức nào? Các bạn còn nhớ không ạ? Đối với những sự việc, đối với những giao dịch mà có tính chính xác, yêu cầu sự bảo đảm về lời hứa, yêu cầu về một cái lời hứa sự chắc chắn, thì chúng ta ngoài chúng ta giao dịch bằng ngôn ngữ, đúng không? Bằng lời nói, ngoài việc giao tiếp bằng phương tiện lời nói thì chúng ta cần phải giao tiếp bằng phương tiện gì nữa? Nhớ không? Rồi Thanh Phương nào. Cô là chữ viết à? Đúng rồi. Khi mà chúng ta đòi hỏi tính bảo đảm và tính chính xác thì bắt buộc phải có giao tiếp bằng chữ viết. Vậy nói nôm na ra cho dễ hiểu là thỏa thuận và cam kết bằng miệng thì không ai làm chứng cả. Vì sao? Lời nói gió bay. Ủa hôm bữa em có nói chuyện đó hả? Ủa mới có chừng chị nghe lộn á, em nói giá 100 đô chứ không phải 90 đô đâu. Có chừng chị nghe nhầm ấy. Được không? Bởi vì gì? Nói miệng mà. Tất cả những gì gọi là giao dịch bằng miệng mà. Không có lời hứa, không có chứng thực. Cho nên người ta mới có câu là gì? Bút xa, gà chết. Đúng không ạ? Giấy trắng, mực đen. Đó là từ cái khái niệm này. Vậy, thay vì thỏa thuận cam kết bằng niềm tin, thì chúng ta sẽ phải thể hiện tất cả những cái gì mà nãy giờ thỏa thuận cam kết đó, thể hiện xuống bằng văn bản. Vậy từ keyword ở trong ý thứ hai, nó sẽ là từ văn bản. Còn văn bản này là cái gì? Thì sau này chúng ta thành, chúng ta sẽ được tiếp xúc với nó. Hoặc chúng ta hoặc các bạn học cái môn tin học ứng dụng, các bạn sẽ được tiếp xúc cái đó trước. Hoặc thư xác nhận, những cái form mẫu của khách sạn, đúng không ạ? Vậy chúng ta những cái gì thỏa thuận cam kết là gì? Là điều kiện, là quy định nè. Nhưng mà tất cả những cái đó đều phải được thể hiện bằng văn bản. Vậy tóm lại, khái niệm đặt phòng rất là dài, rất là nhiều, nhưng chúng ta nhớ tới ba từ keyword. Vậy đặt phòng là sự thỏa thuận cam kết một đống thông tin gì đó không biết giữa khách và khách hàng. Và cuối cùng, tất cả những thỏa thuận cam kết này phải được thể hiện dưới hình thức văn bản và được lưu giữ cho cả đôi bên. Được chưa? Rồi, rất dài, rất nhiều, nhưng chúng ta nhớ ba từ keyword đó. Yeah. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục đi vào phần bên trong để tìm hiểu
cái thứ mà họ sẽ thỏa thuận và cam kết với nhau bao gồm rất nhiều, rất dài và rất nhiều thứ ở bên trong. Đó là gì? Rồi, vậy đầu tiên chúng ta phải hiểu được mục đích của công việc đặt phòng là gì. Không ai làm việc gì mà không có mục đích hết. Nếu đặt phòng mà không có lợi cho tôi, nghĩa là tôi đang làm việc không có mục đích, thì tôi làm chứ, chị không cần làm cũng được. Nhưng hiện nay tại sao tất cả những khách sạn lớn, khách sạn nhỏ thì tôi không nói, khách sạn bắt đầu từ tầm vừa, tầm trung trở lên đến tầm lớn, người ta luôn có hẳn một nhân viên đặt phòng hoặc một bộ phận đặt phòng để làm việc, chỉ để làm công việc đặt phòng thôi. Vậy chứng tỏ đặt phòng nó quan trọng, đúng không ạ? Và rõ ràng phải có mục đích. Vậy chúng ta nhìn ở hai đối tượng. Một là khách sạn. Công việc đặt phòng này nó đạt được cái gì? Khi làm đặt phòng người ta có lợi cái gì? Và đối với khách, đối với cái việc mà đặt phòng thì họ có lợi cái gì? Không đặt phòng đương nhiên sẽ không đạt được những điều này, nhưng nếu đặt phòng thì họ sẽ có những điều lợi gì? Rồi, các bạn đọc lợi ích, mục đích của việc đặt phòng dành cho hai đối tượng rất rõ ràng, khách sạn và khách. Các bạn đọc và có phần nào không hiểu đặt câu hỏi lại, tôi giải thích thêm. Có thể không hiểu ở vấn đề là ủa tại sao đặt phòng lại giúp khách sạn dự đoán công suất phòng và doanh thu vậy cô? Hiểu không ạ? Rồi, các bạn có 5 phút để đọc về mục đích đặt phòng này và cho tôi biết không hiểu có phần nào. Rồi nếu các bạn đã hiểu hết thì tôi sẽ hỏi lại các bạn hiểu như thế nào. Rồi, 5 phút, bắt đầu. Trong 5 phút này các bạn có quyền trao đổi với nhau thoải mái. Đúng không? Khi cô nói hết 5 phút thì các bạn lại tắt phone bình thường.
Rồi, hiểu hết không ạ? Có ai có câu hỏi hay thắc mắc gì không? Rồi, anh Ngân. Dạ, cô, cái phần ước lượng và điều phối khối lượng công việc á, vậy cái khối lượng công việc ở đây là những công việc gì ạ cô? Ước lượng và điều phối khối lượng công việc. Câu hỏi của bạn, khối lượng công việc này là công việc gì? Là công việc của khách sạn, công việc của lễ tân, hoặc thậm chí công việc của những bộ phận khác. Đúng không ạ? Ví dụ, nếu khách đặt phòng trước và chúng ta đã có được dự báo công suất ngày 25 tháng 7, khách sạn 100%. Hôm nay ngày 28 tháng 6 mà chúng ta đã có công suất phòng của ngày 25 tháng 7 là bán hết phòng rồi. Vậy đương nhiên chắc chắn một điều rằng chúng ta sẽ ước lượng được cái khối lượng công việc của ngày hôm đó. Không thể nào khách sạn 100% mà nó vắng, nó nhỡn nhơ, không có chuyện gì để làm được. Chúng ta đã hình dung ra được khối lượng công việc đúng không ạ? Rất là nhiều, rất là nặng nề, rất là nhiều việc. Vậy điều đầu tiên, nhân viên không ai được nghỉ, đúng không? Điều thứ hai, chắc chắn các bộ phận sẽ làm hết công suất. Điều thứ ba, kể cả bộ phận trực tiếp cũng như bộ phận gián tiếp. Những bộ phận gián tiếp ví dụ như nhân sự nè, kế toán nè. Trong kế toán có cái gì? Thu mua. Biết rằng là ngày 25 tháng 7 là ngày khách sạn full phòng, vậy mà anh không có order đồ đủ cho khách sạn dùng là anh sai. Hiểu không ạ? Full phòng, vậy tức là cái lưu lượng khách xuống nhà hàng ăn sẽ nhiều hơn ngày thường. Vì mà xuống ăn bò cũng hết, cá cũng hết, rau cũng hết, củ cũng hết là anh sai. Đúng không ạ? Ví dụ như bộ phận nhân sự, đến ngày đó là khách sạn full phòng, vậy hiện tại nhân viên nhà hàng 5 người, 10 người không đủ. Nhân viên chính thức không đủ, chúng ta cần mướn thêm nhân viên thời vụ. Nhân viên thời vụ làm những công việc đơn giản, ví dụ lau dĩa, lau chén, lau muỗng nĩa. Khách sạn mà đông á thì một người 8 tiếng đứng lau dĩa từ sáng tới trưa, muỗng nĩa từ sáng tới trưa luôn rồi, chỉ có lau thôi và sắp xếp lên kệ thôi là đã hết giờ rồi. Nếu khách sạn đông. Đúng không ạ? Đó chúng ta gọi là điều phối khối lượng công việc. Khi chúng ta đã có được ước lượng, hoặc nếu khách sạn vắng, ngày này của tháng sau cho tới giờ mới có một đơn đặt phòng, hai đơn đặt phòng, vậy thì toàn bộ nhân viên đi làm để làm gì? Những bạn nào còn ngày phép nghỉ đi. Đúng không ạ? Chúng ta nhập hàng đầy kho để làm gì? Rau nhập hàng vô tuần lễ hư thối. Vậy mà biết chắc chắn là cái tuần lễ đó là khách sạn không có khách, vắng khách. Vậy mà còn nhập đầy kho là sai. Hiểu chưa? Đó gọi là chúng ta ước lượng và chúng ta điều phối. Khối lượng công việc ở đây nếu nhìn rộng ra thì nó là khối lượng công việc của toàn khách sạn. Thì cái việc nhìn rộng ra này là cái nhiệm vụ của ông GM, ông phải bổ nhiệm xuống cho từng trưởng bộ phận. Còn nếu nhìn ngắn gọn lại chỉ ở bộ phận tiền sảnh thì các anh FOM, cái anh gọi là front office manager, đúng không ạ? Ông phải điều phối được tiếp tân đi làm một ngày bao nhiêu ca thôi, bao nhiêu người, tùy vào tình hình. Rồi bellman đi làm việc như thế nào, giờ nào, ca nào thì phải tập trung nhân sự đông. Hiểu chưa? Đó gọi là điều phối khối lượng công việc. Hiểu chưa bạn Ngân? Dạ rồi, em cảm ơn cô. Rồi, ai còn câu hỏi nào khác không? Ai còn phần nào chưa hiểu không ạ? Rồi, vậy chúng ta tiếp tục đi qua phần tiếp theo. Chức năng và nhiệm vụ của đặt phòng là gì? Hồi nãy chúng ta biết định nghĩa rồi đúng không? Chúng ta có định nghĩa rồi đúng không ạ? Phải có định nghĩa rồi, vậy bây giờ chúng ta thử xem
Đặt phòng là thỏa thuận và cam kết và cuối cùng thể hiện điều đó trên văn bản. Vậy để thực hiện cái công việc này thì chúng ta cần làm gì? Đây là chức năng và nhiệm vụ của công việc đặt phòng. Rồi tất cả các bạn lại có 5 phút để đọc hết từ trên xuống dưới và có phần nào không hiểu thì tôi sẽ giải thích. Đây là những chi tiết khá là rõ. Các thầy cô khi làm giáo án này đã ghi ra rất là chi tiết và rất rõ. Cho nên các bạn đọc, chỉ khi nào đụng những từ ngữ nào khó hoặc các bạn không hiểu thì thầy cô sẽ giải thích. Nghĩa là khi chúng ta học, chúng ta cần tự mình tư duy. Được chưa? Chứ bây giờ không còn phương pháp học cũ nữa là ghi bài xong rồi đọc, xong rồi giải thích, rồi các bạn chép là không. Kiến thức cho ra chỉ có một, mỗi người hiểu như thế nào, đó mới là quan trọng. Và nó mới định hình được con đường tương lai các bạn đi như thế nào. Được chưa? Rồi, tất cả mọi người có 5 phút đọc phần chức năng và nhiệm vụ này. Và sau đó đặt câu hỏi lại phần nào chưa hiểu. Và sau đó tôi đặt câu hỏi lại các bạn. Nếu phần nào các bạn không hỏi, nghĩa là các bạn hiểu rồi, thì tôi sẽ đặt câu hỏi lại. Rồi, chúng ta có 5 phút.
Rồi, thời gian 5 phút hết. Các bạn có thắc mắc hay không hiểu ý nào không? Thanh Phương. Dạ cô, cái câu 3 với câu 4 á là đảm bảo công suất phòng và doanh thu luôn ở mức cao nhất, đó cô, là mình phải làm cái gì để nó được cao nhất, với lại tại sao mình phải chịu trách nhiệm về doanh thu trong khi mình là lễ tân. Ờ, cái này nó phải lễ tân. Cái này là nhiệm vụ của bộ phận đặt phòng. Đúng không ạ? À dạ đúng rồi cô, bộ phận đặt phòng. À, em nếu... câu ý câu thứ 3, câu thứ 4. Rồi, nếu mà khách sạn nhỏ thì bộ phận đặt phòng này chính là lễ tân. Luôn làm luôn. Đúng không ạ? Còn nếu khách sạn lớn thì bộ phận đặt phòng là bộ phận đặt phòng. Vậy chúng ta phân biệt rõ ha, đây là chức năng và nhiệm vụ của bộ phận đặt phòng. Nếu ai mà có nhiệm vụ làm đặt phòng thì phải có cái chức năng và nhiệm vụ này. Rồi, trả lời câu hỏi của bạn. Đảm bảo công suất phòng và doanh thu luôn ở mức cao nhất, ổn định và an toàn. Tôi ví dụ, khi khách gọi điện đến để đặt phòng thì hỏi rất là nhiều, thỏa thuận rất là nhiều nhưng không đi đến cam kết. Nghĩa là đối với những cái việc đặt phòng, những cái đơn đặt phòng như vậy, bạn vẫn không đảm bảo công suất phòng. Hình dung à? Tôi gọi đến tôi hỏi nhưng mà có thể cách trả lời của nhân viên đặt phòng không được rõ ràng. À, cách giới thiệu phòng của nhân viên đặt phòng không hấp dẫn. À, cách giới thiệu giá làm cho người ta cảm thấy bị cao quá so với giá trị phòng hiện có. Nếu chúng ta nói cái giá như vậy và chúng ta nêu ra những đặc tính phòng rất là sơ sài, chúng ta mô tả cái phòng chúng ta với 100 đô thì chỉ có cái phòng với 2 giường, phòng ở view thành phố hết rồi. Vậy thì người ta cảm thấy 100 đô của người ta sao ạ? Quá uổng phí, 100 đô chỉ mua được điều đó. Còn chúng ta mô tả cái cách, mô tả cái cách chúng ta diễn giải bán hàng, chúng ta diễn giải cái sản phẩm của mình như thế nào thì sẽ làm cho khách được kích thích và khách người ta sẽ muốn mua sản phẩm mình ngay, muốn đặt mua sản phẩm mình ngay. Vì sao? Vì phòng là gì? Sản phẩm vô hình. Đúng không ạ? Khách không có cái chuyện là tới rờ ngó rồi sao? Ở thử, ở xong rồi mới trả tiền, không có. Đôi giày các bạn có thể mang thử, quần áo các bạn có thể mặc thử, xong rồi vừa thì mua trả tiền, không vừa trả lại, đúng không? Còn cái phòng không thể vô ở thấy vui thì trả tiền, không vui nè trả nè, không được. Riêng đối với ngành du lịch và ngành khách sạn đó là sản phẩm vô hình, đúng không? Vậy làm sao để chúng ta đảm bảo công suất phòng? Hiện giờ công suất phòng đang thấp, cấp trên đưa ra nói rằng cố gắng các em bán phòng vào ngày này trong tháng sau nha, những ngày này công suất phòng chưa cao hoặc là chưa đạt chỉ tiêu. Hoặc là chúng ta phấn đấu, chúng ta đã được 90% công suất phòng rồi, cố gắng phấn đấu những ngày này chúng ta đạt 100% công suất phòng nha các em. Vậy thì sao ạ? Chúng ta sẽ cực lực khi trong quá trình chúng ta bán hàng, chúng ta cần phải giới thiệu sản phẩm kỹ, rõ, nhiệt tình, chi tiết. Và chúng ta vận dụng hết cái nghệ thuật giao tiếp mà hôm bữa giờ chúng ta nói vô lúc cái đặt phòng này, đúng không ạ? Có thể là lời nói, cũng có thể là hình ảnh, bất cứ những cái gì mà chúng ta có thể bán được phòng. Rồi là thứ nhất, doanh thu. Nếu muốn kích thích doanh thu thì chúng ta luôn cố gắng bán những loại phòng mắc tiền nhất có thể. Nghĩa là bán những cái hạng phòng cao nhất có thể mà chúng ta đang còn. Đúng không ạ? Và làm sao đương nhiên để bán sản phẩm đắt tiền không dễ. Đúng không ạ? Vậy thì làm sao để người tiêu dùng người ta hiểu rằng mặc dù với giá tiền đó nó cao nhưng nó tương xứng với giá trị sản phẩm thì người ta sẵn sàng bỏ tiền mua. Đúng không ạ? Các bạn bán 10 sản phẩm 1 đồng. Các bạn phải đi chào mời 10 người. Nhưng các bạn bán một sản phẩm 10 đồng, các bạn chào mời một lần thôi mà nếu người ta chịu chi và người ta đồng ý mua một cái thì có phải là bạn bán một phòng bằng bạn bán 10 phòng không? Chưa? Vậy thì để chúng ta đảm bảo công suất phòng và chúng ta đẩy mức doanh thu lên cao nhất có thể thì đó chính là chúng ta sử dụng nghệ thuật bán hàng. Và nghệ thuật bán hàng nghĩa là chúng ta vận dụng gì? Vận dụng nghệ thuật giao tiếp.
Nghệ thuật giao tiếp dựa trên kiến thức gì? Kiến thức chúng ta hiểu biết về sản phẩm. Hai cái này cộng lại để cuối cùng chúng ta đi bán hàng. Được chưa? Rồi, hiểu chưa bạn? Thanh Phương. Rồi, tiếp tục. Có ai có câu hỏi nào đúng không ạ? Dạ. Phương hỏi ý thứ ba, ý thứ tư nữa đúng không Phương? Dạ đúng rồi cô. Mà ý thứ ba em nghe em cũng hiểu được ý thứ tư rồi. Rồi. Ai còn câu hỏi nào khác nữa không ạ? Rồi, khi cô giảng thêm các bạn tự ghi lại bài thêm nha. Được chưa? Đây là cái phần slide bài giảng, đây là những ý chính. Còn khi các bạn đặt câu hỏi hay các bạn không hiểu hoặc các bạn không biết phần nào, và nếu cô giải thích thêm thì các bạn tự ghi bài thêm vào vở của mình nha. Ai cũng hiểu hết rồi đúng không? Không còn thắc mắc gì nữa đúng không? Đúng chưa? Rồi vậy giờ cô hỏi lại nha. Ý thứ 6, điều phối công suất, doanh thu phòng của từng thị phần và từng đối tượng khách. Các bạn hiểu như thế nào về nhiệm vụ này của đặt phòng? Điều phối công suất, doanh thu phòng của từng thị phần. Thị phần là gì ạ? À? Thị phần là thành phần của thị trường. Thị trường là cả một cái gì nó rộng lớn. Chúng ta chia ra nhiều loại khách hàng khác nhau. Khách hàng chịu chi, đúng không ạ? Rồi khách hàng nào? Đến từ nhiều nguồn khác nhau. Như hôm bữa chúng ta nói khách bản lai nè. Nhớ không? Nhớ từ thuật ngữ chuyên ngành không ạ? À? Khách đến từ công ty du lịch nè. Khách đến từ công ty thương mại nè. Đó gọi là thị phần. Để cho các bạn hình dung chữ thị phần là gì. Thị phần và đối tượng khách là vậy. Rồi, vậy nhiệm vụ điều phối công suất và doanh thu phòng theo từng thị phần là như thế nào? Các bạn hiểu như thế nào? Không quan trọng đúng sai. Tại vì các bạn nói các bạn hiểu rồi, các bạn không hỏi lại, đúng không? Vậy tôi muốn biết các bạn hiểu phần này như thế nào? Rồi, ai có câu trả lời? Giơ tay nào. Rồi, ai có câu trả lời về ý này? Ngại quá không giơ tay thì tôi gọi nha. Tôi nói rồi, đúng sai không quan trọng. Đọc lên cái ý đó thì nghĩa là các bạn đã hiểu. Các bạn hiểu theo hướng nào tôi không biết, đúng hay sai tôi không biết. Và tôi không quan trọng các bạn hiểu sai cũng được, hiểu sai tôi giải thích lại. Được chưa? Cho nên chúng ta không ngại phát biểu. Bởi vì các bạn không hỏi, cho nên tôi nghĩ các bạn hiểu rồi. Thì giờ tôi muốn biết các bạn hiểu như thế nào.
Rồi có mời bạn Tống Hồng Ngọc nè. N06. Tống Hồng Ngọc. Em nghe cô. Rồi trả lời câu hỏi đi bạn. Dạ cô, theo em nghĩ là cái phần này là kiểu như là trong mình làm trong một cái bộ phận đó, công việc của mình là đặt ra là một đặt ra là cho cái phần đó là một ngày là mình sale cái phần đó là được bao nhiêu, doanh thu phần của cái từng bộ phận đó là bao nhiêu. Em hiểu là vậy. Nghĩa là chúng ta đặt mục tiêu ra là cái thị phần khách đó chúng ta cần phải sale bao nhiêu tiền. Dạ đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì vẫn chưa đạt. Dạ. Đúng không? Vậy thì chúng ta phải sale tiếp. Chuyện nói chuyện đương nhiên. Nhưng mà vậy chưa đạt rồi thì làm gì để sale tiếp cho nó đạt? Dạ cô, là mình sẽ marketing quảng cáo thêm những cái thị phần mà mình muốn mong muốn nó đạt sale cao hơn. Ok. Rồi. Bạn giải thích đúng, gọi là tạm ổn. Nhưng mà có cách nào có một cái ví dụ nó rõ ràng hơn không? Có ai có những cái ví dụ hoặc là nói ra cho nó rõ hơn cho lớp mình hiểu không ạ? Nghĩa là chúng ta đang điều phối. Điều phối là sao? Phối hợp với cái công suất và điều chỉnh lại để làm sao đẩy doanh thu phòng của từng thị phần cao lên. Vậy chúng ta điều chỉnh thì nghe tới chữ điều chỉnh, phối hợp và điều chỉnh, đó là gọi là điều phối. Thì nghĩa là chúng ta làm gì, hoặc là các bạn có thể nêu một cái ví dụ cũng được, để làm sao cả lớp hiểu được cái việc điều phối công suất và doanh thu theo từng thị phần là như thế nào. Rồi. Cô mời một bạn Nguyễn Trung Hậu N09. Dạ, em nghe ạ. Rồi, bạn có thể nói thêm cái của mình hiểu về việc điều phối công suất này, hoặc là cho lớp một cái ví dụ nào đó rõ ràng để chúng ta hiểu thêm cái việc điều phối công suất là như thế nào. Dạ thưa cô, em hiểu là điều phối công suất nó cũng giống như là mình điều phối một cái lượng đơn hàng cho một cái khi mà mình bán ra gì đó cô, giống như là mình phải điều phối cho nó phù hợp. Nếu như mà khách hàng nhiều quá mà mình điều phối ít thì mình sẽ không có đủ cái điều kiện để đáp ứng cho cái lượng khách hàng đông đảo. Và cũng giống như ngược lại là nếu mà mình điều phối nhiều quá nhưng mà cái lượng khách hàng của mình ít trong cái thời điểm đó thì mình sẽ không có đạt cái hiệu quả kinh doanh đó cô. Đúng, nhưng mà hơi rộng, hơi lan man. Bạn có một cái ví dụ nào đó cụ thể không? Dạ, giống như là việc là mình có 10 phòng và khách đặt phần ăn sáng cho cái ngày hôm sau, sau khi cái ngày nhận phòng, thì cái nhà hàng của mình lại điều phối quá ít thực phẩm để cung cấp cho cái lượng khách trong 10 phòng đó, nên là mình sẽ bị khách complain cũng như là mình không có đạt được cái hiệu quả kinh doanh đó cô. Dạ. Ok. Dạ. Ví dụ của bạn là đúng, nhưng mà nó đang đúng ở cái mảng là điều phối công việc vận hành khách sạn, chứ nó chưa đi chính xác vào đây. Nó đi chính xác vào ở cái phần này á, là điều phối công suất và doanh thu phòng, nghĩa là trực tiếp đây là chức năng và nhiệm vụ của bộ phận tiền sảnh thôi. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Rồi. Vậy rồi, là có công... bạn nào giúp bạn mình được không? Rồi, cảm ơn bạn. Đỗ Văn Tấn nào. Dạ thưa cô, là ví dụ nhưng mà cái thị phần khách mà kiểu khách tour cô, ví dụ như mà cái hãng đó mình đã đủ rồi, mình sẽ đẩy cái giá cao lên để mình không nhận khách đó nữa. Mình sẽ nhận những cái thành phần, những cái thị phần khác nó đang thiếu, mình sẽ hạ cái giá những cái thị phần đó để mình nhận thêm thị phần đó. Đúng rồi, chính xác. Nghĩa là một cái ví dụ nhỏ để các bạn hiểu là điều phối là làm gì, tại sao điều phối cái công suất mà nó là ảnh hưởng đến doanh thu, và nó cái từng thị phần này là như thế nào. Tôi cho một ví dụ cho các bạn rõ hơn ha.
chúng ta sẽ nhìn vào thị trường và chúng ta sẽ lường trước được cái việc công suất và cái tình hình kinh doanh của phòng. Tôi ví dụ vào dịp Tết âm lịch của Việt Nam, thông thường một dịp Tết âm lịch như vậy chúng ta sẽ nghỉ, theo luật của chính phủ chúng ta sẽ nghỉ 4 cho tới 5 ngày, đúng không ạ? Rồi 4 5 ngày như vậy thì sẽ dính liền tới thứ bảy chủ nhật. Vậy thì trung bình những cái văn phòng hoặc những cái công ty, nói chung là những cái những gì thuộc về hành chính, thì người ta sẽ nghỉ từ 7 cho tới 10 ngày, đúng không ạ? Vậy thì vào thời điểm mà Tết âm lịch của Việt Nam á, có ai đi công tác không? Có cái công ty nào mà mời thương gia nước ngoài về công tác không? Họ về tới Việt Nam họ làm công tác, họ làm việc, rồi họ làm việc với ai? Hầu như các doanh nghiệp là đóng cửa nghỉ, đúng không ạ? Tết là gì, người ta nói là tháng giêng là tháng ăn chơi, đúng không? Rồi cái ngày Tết nghĩa là đối với công ty thương mại, chúng ta đẩy mạnh, chúng ta sell cho công ty thương mại là đi sai đường. Công ty thương mại họ đâu có làm việc vào những ngày này, mà chúng ta cứ thu hút. Chúng ta thấy là rõ ràng trong cái giai đoạn hết không có một cái đơn đặt phòng nào của công ty thương mại hết, thế là chúng ta nhào vô mấy công ty thương mại. Ủa sao mấy ngày này mấy chị không gửi khách cho em? Là chúng ta đi sai, đúng. Mà rõ ràng vào dịp Tết thì cái nhu cầu về du lịch nó lại tăng cao, cho nên các thị phần khách công ty du lịch, thị phần khách đến từ những cái TOTA. Bạn nào bật mic, tắt mic đi bạn Quỳnh Như. Vậy thì thị phần TOTA nó lại là một cái miếng bánh béo bở trong giai đoạn Tết âm lịch, đúng không ạ? Vậy thì thay vì chúng ta cứ mãi chúng ta giữ 100 phòng đó, chúng ta giữ lại 20 phòng để cho bán công ty thương mại, 80 phòng chúng ta bán cho công ty du lịch. Vậy tại sao bây giờ chúng ta không bung 100 phòng để bán công ty du lịch luôn? Bởi vì chắc chắn công ty thương mại không ai ở khách sạn vào thời điểm đó hết. Hiểu không ạ? Đó gọi là thị phần. Chúng ta điều phối lại và cái thị phần để làm sao cho chúng ta có được doanh thu cao nhất có thể. Bởi vì sao? Cái lúc đó cái cầu của thị trường ở thị trường du lịch nó rất cao, còn cái nguồn cầu ở thị trường thương mại không cao. Vậy chúng ta cứ giữ phòng để bán cho thị trường thương mại làm gì? Biết chắc chắn rằng giá của thị trường công ty thương mại sẽ cao tiền hơn giá của thị trường công ty du lịch. Nhưng rõ ràng không có nguồn cầu thì chúng ta đừng có để dành, đúng không ạ? Giống như là khi chúng ta bán hàng, giờ chúng ta liên tưởng đến một cái chuyện bán hàng bình thường, ngày thường thôi. Rồi chúng ta bán bị cuốn đi, ngày chúng ta bán được 100 cuốn, xong rồi có khách dặn để 10 cuốn nha, chiều ra lấy, để luôn rồi chiều người ta không lấy rồi sao? Nghĩa là mình cứ khư khư trong lòng mình để 10 cuốn cho một cái người mà không đảm bảo và chắc chắn họ không có nhu cầu. Anh dung chưa? Đó gọi là điều phối công suất và doanh thu phòng. À, nãy giờ ý kiến của hai bạn, ba bạn đúng, ổn, các bạn hiểu đúng, nhưng mà thật sự chúng ta cần hiểu chính xác cái ví dụ của nó rõ ràng và chúng ta đi sâu vào cái thuật ngữ chuyên ngành và những cái gì thuộc về của ngành khách sạn. Để sau này khi chúng ta đi vào quy trình đặt phòng thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn khi chúng ta giới thiệu phòng cho khách. Đó. Bởi vì sau này khi các bạn thực hành hoặc các bạn thi tốt nghiệp, các bạn kiểm tra tốt nghiệp thì sẽ có những cái đề mà nó kết hợp rất là nhiều tình huống thì chúng ta phải hiểu cái phần này. Nha. Rồi, tất cả phần này chúng ta rõ hết rồi đúng không ạ? Chúng ta đi qua phần tiếp theo. Đó là các hình thức tiếp nhận đặt phòng. Các hình thức tiếp nhận đặt phòng này chúng ta cũng thấy rất là rõ dưới dạng là sau khi chúng ta học bài giao tiếp rồi thì chúng ta biết nó sẽ có dạng ngôn ngữ, lời nói hoặc là văn bản, đúng không ạ? Nếu mà bằng ngôn ngữ thì cũng sẽ có hai loại, trực tiếp và gián tiếp, y như các hình thức giao tiếp thôi, không khác gì cả, đúng không ạ? Hoặc là chạy lại khách sạn gặp nhau mặt đối mặt, xong rồi cho anh xem cái phòng đi để anh đặt phòng cho bà, cho má, cho bạn, cho anh, cho chị em nói đến, đúng không ạ? Đó gọi là trực tiếp. Hai là gián tiếp, nghĩa là đặt phòng thông qua điện thoại. Rồi
Và khi chúng ta thực hành quy trình này thì chúng ta sẽ làm phần thực hành riêng trong 5 quy trình mà chúng ta sẽ thực hành đó, thì chỉ có quy trình đặt phòng là chúng ta sẽ thực hành qua điện thoại. Nghĩa là từ đầu tới cuối chúng ta sẽ nhận đơn đặt phòng qua điện thoại. Yeah. Vì vậy các cái quá trình giao tiếp qua điện thoại, những cái kỹ năng mà sử dụng điện thoại, hôm bữa chúng ta học bài trong bài giao tiếp các bạn phải học cho kỹ ha. Bởi vì nguyên cái quy trình này chúng ta sẽ thực hiện qua điện thoại. Rồi, bằng văn bản, đặt phòng bằng văn bản thì có thể là thư, có thể là fax, có thể là email. Và bây giờ thời đại 4.0 thì chúng ta sẽ còn phát triển ở mảng website, mảng online, đúng không ạ? Rồi, website thì có nhiều dạng, hoặc là website của khách sạn, hoặc là một cái website, một cái app, một cái bên thứ ba. Và vào cái app đó thì có nhiều khách sạn cho khách hàng lựa chọn. Và chúng ta làm sao để chúng ta nổi bật, chúng ta rực rỡ, chúng ta đẹp, chúng ta hấp dẫn trong cái website đó, trong cái bên thứ ba, cái app đó, thì người ta sẽ chọn mình, đúng không ạ? Tưởng tượng giống như là các bạn đặt đồ ăn qua Now, qua Gojek gì đó, tương tự, đúng không ạ? Thì đặt phòng hiện giờ với công nghệ 4.0 thì người ta sẽ đi con đường đặt phòng đó bằng hình thức website khá là nhiều. Bởi vì sao ạ? Họ thấy được hình ảnh, đúng không? Họ cũng có thể giao tiếp được với khách sạn. Và thứ ba nữa là họ có nhiều sự lựa chọn. Khi họ có nhiều sự lựa chọn cùng một lúc và cuối cùng họ đưa ra lựa chọn quyết định cuối cùng thì họ mới tiến hành đặt mình qua văn bản chính thức, là có thể là email hoặc là thư đặt phòng. Yeah. Rồi, chúng ta đi đến phần tiếp theo, đó là các loại đặt phòng. Đây là phần rất quan trọng. Cô nhấn mạnh trước rất quan trọng, bởi vì nó chiếm hết một điểm trong quy trình nhận đặt phòng của mình. Nó là một bước hoàn toàn, nó chiếm hết một bước trong quy trình đặt phòng của mình. Và bước này nó chiếm hết một điểm trên thang điểm là 10 điểm. Yeah. Rồi, đây là các loại đặt phòng. Thông dụng người ta sẽ chia, có nhiều cách chia, đúng không? Có nhiều cách, nhiều phương thức chia. Nhưng cách chia và phương thức chia thông dụng nhất mà chúng ta thường thấy trong một cái giao dịch đặt phòng giữa khách sạn và khách hàng, đó là chia theo việc đặt phòng có đảm bảo hay đặt phòng không đảm bảo. Đó. Và cái lợi ích của việc có đảm bảo hay không đảm bảo này, nó gắn liền rõ nhất cho khách sạn, đó chính là sự cam kết về đảm bảo doanh thu. Vì vậy, luôn luôn một nhân viên đặt phòng luôn cố gắng hướng khách đến việc đặt phòng có đảm bảo. Hướng nha, chứ không phải là bắt buộc khách nha. Và hướng bằng cách nào? Hướng bằng cách chúng ta giải thích, chúng ta nói với khách hàng như thế nào để khách hàng thấy được rằng đặt phòng có đảm bảo nó mang lại lợi ích hơn rất nhiều và chỉ tốn kém như thế nào. Đơn giản, đúng không ạ? Rồi, vậy chúng ta tìm hiểu đặt phòng có đảm bảo là gì và đặt phòng không đảm bảo là gì. Đây, đặt phòng có đảm bảo là định nghĩa. Đọc hết định nghĩa này, tìm cho tôi, nó chỉ có hai từ keyword mà thôi. Đó là gì? Rồi, các bạn có 3 phút đọc định nghĩa của đặt phòng có đảm bảo và tìm cho từ keyword. Sau khi đọc một cái định nghĩa rất là dài, rất là chi tiết, dài và chi tiết nhằm mục đích gì? Nhằm cho mục đích là các bạn đọc để các bạn hiểu được nó là gì. Nhưng tóm lại thì đặt phòng đảm bảo là gì? Vì sau này có hẳn một bước ở trong quy trình nhận đặt phòng, bạn phải giải thích được cho khách biết đặt phòng đảm bảo là gì và đặt phòng không đảm bảo là gì. Sau đó khách mới có lựa chọn là tôi đặt phòng đảm bảo. Được không ạ? Cho nên không phải chúng ta nói chuyện với khách là chúng ta lấy hết cái định nghĩa đặt phòng có đảm bảo là đặt phòng mà khi khách đến đặt phòng mà không phải.
chúng ta đọc hết cái định nghĩa này và chúng ta hiểu, chúng ta diễn giải bằng lời văn của mình như thế nào. Và sau này các bạn diễn giải bằng lời văn như thế nào, sau này chính là lời nói mà các bạn sẽ nói với khách hàng. Rồi. Vậy bạn nào có thể nói cho cô biết xem cô là một khách hàng không ạ? Và cô sẽ hỏi lại các bạn là ủa, đặt phòng đảm bảo là gì em? Ví dụ như bạn hỏi cô là, bạn hỏi khách hàng là vậy em sẽ tiến hành đặt phòng, loại đặt phòng có đảm bảo cho anh chị nhé. Thì tôi sẽ phải thắc mắc, ủa đặt phòng có đảm bảo là gì vậy em? Đúng không ạ? Vậy bạn phải giải thích như thế nào? Mà không phải là đọc hết định nghĩa ra. Rồi, tìm từ keyword và nói cho tôi biết là đặt phòng đảm bảo là gì. Rồi các bạn có 3 phút nghiên cứu trả lời. Phòng có đảm bảo đó là khi mà cô thanh toán, là khi cô đặt cọc trước một đêm đầu. Rồi, khi xem tôi là khách hàng thì gọi tôi là chị nha, không gọi là cô nha. Thường thường khách hàng nữ, trong nghệ thuật giao tiếp, khách hàng nữ người ta ngại nhất là bị gì? Bị gọi là cô hoặc là bà. Đúng không ạ? Người nào mà già, tóc bạc phơ thì đương nhiên người ta sẽ chấp nhận. Đúng không ạ? Còn thông thường những khách hàng nữ, kể cả khách hàng đó là trung niên, chúng ta vẫn nên gọi họ là chị. Vì sao? Giảm số tuổi. Phụ nữ nghe giảm số tuổi là vui rồi đó. Đúng không ạ? Đó là khi là... Rồi. Còn một phút nữa. Sau đó cho tôi biết. Giơ tay để mà cho tôi biết từ keyword và hãy xem tôi là một khách hàng. Hãy nói cho tôi hiểu đặt phòng đảm bảo là gì. Rồi cho các bạn thêm một thông tin. Đây là định nghĩa của đặt phòng đảm bảo. Yeah. Rồi. Đây là trách nhiệm và lợi ích của việc đặt phòng có đảm bảo. Đây là lợi ích và trách nhiệm của khách. Bên cột này là lợi ích và trách nhiệm của khách sạn. Đây là một bảng so sánh rất rõ rệt. Cái nào mà là lợi ích của khách thì nghĩa là đó là trách nhiệm của khách sạn. Đúng không? Khách sạn phải làm điều này để cho khách được điều này. Vậy chúng ta thấy rõ khách là lợi ích mà khách sạn là trách nhiệm. Vậy cái nào mà khách mà là trách nhiệm thì quay lại khách sạn kiếm được là lợi ích. Chưa? Yeah. Đây là một bảng so sánh rất chi tiết. Đúng ra nếu chúng ta học trên lớp là các bạn phải tự làm bảng này. Nhưng vì chúng ta học online, không có thời gian. Bình thường những khóa trước và những lớp trước không có bị dính dịch. Chúng ta học trên lớp là đây là bài làm của các bạn thảo luận nhóm ở trên lớp. Rồi, vậy bây giờ tôi cho các bạn phần này. Đây, vào phần định nghĩa và phần này. Vậy các bạn sẽ hiểu đặt phòng có đảm bảo là làm gì và như thế nào. Vậy bây giờ quay lại xem tôi là khách hàng và hãy nói cho tôi biết đặt phòng có đảm bảo là cái gì vậy em? Nói làm sao để tôi cảm thấy đặt phòng đảm bảo cũng hay á, cũng có lợi á, có lợi cho tôi mà tôi đâu có mất mát gì nhiều đâu. Và tôi tiến hành, tôi sẽ đặt phòng có đảm bảo. Còn nếu tôi thấy điều này không có lợi, tôi sẽ đặt phòng không đảm bảo. Và tí nữa chúng ta tìm hiểu đặt phòng không đảm bảo bất lợi gì cho khách sạn. Đương nhiên khi chúng ta khuyên nhủ khách, chị anh chị ơi hãy đặt phòng đảm bảo đi, bởi vì đặt phòng đảm bảo là khách sạn em sẽ được cái này được cái kia, đó là chúng ta đi sai. Nghệ thuật muốn người ta làm điều gì đó thì hãy cho người ta biết lợi ích của người ta là gì, đừng cho người ta biết lợi ích của mình là gì. Được chưa? Rồi, hết thời gian, mời bạn nào đó hãy cho cô biết keyword của định nghĩa đặt phòng có đảm bảo là gì và hãy xem cô là khách. Thì thử nói cho cô biết xem đặt phòng đảm bảo
là gì vậy em? Rồi, mời những cánh tay nào. Nãy thấy có cánh tay xong tự nhiên giờ rút xuống hết trơn rồi. Thanh Phương. Rồi, mời Thanh Phương nào. Theo cô, cái keyword của cái đặt phòng có đảm bảo theo em là giữ phòng và cọc trước. Theo cô là giữ khách phòng. Sạn là phải giữ phòng, còn khách là phải cọc trước. Đúng rồi, cọc trước bao nhiêu tiền, cọc trước như thế nào ạ? Dạ, cọc trước một đêm đầu của cái tiền phòng mà khách đặt. Rồi, vậy từ keyword ở đây là khách trả trước một đêm tiền phòng. Và khách sạn sẽ giữ khách sạn phòng. Phải giữ phòng. Giữ tới khi nào? Dạ giữ cho tới ngày hôm sau luôn. Là giữ cái phòng đó cho tới ngày hôm sau. Nói chung là chọn ngày một ngày hôm mà sau là mấy giờ? Nghỉ giữ tới dạ, 10 giờ tối giờ. Ngày hôm sau hả? Dạ giữ tới 12 giờ của ngày hôm sau. Theo giờ đúng check-in rồi. 12 giờ trưa. Đúng chưa? Dạ. Rồi đúng chính xác hai từ keyword. Thứ nhất là khách trả trước một đêm tiền phòng. Bây giờ chúng ta hạn chế chữ đặt cọc đi nha. Chữ đặt cọc nó khá là chợ búa và nó không chuyên nghiệp. Được chưa? Trả trước một đêm tiền phòng nghĩa là trả trước thôi, chứ không có ý nghĩa là đặt cọc. Được chưa? Đặt cọc nghĩa là mất, còn trả trước. Nhưng theo điều kiện là nếu anh đến mà anh ở thì cái tiền này nó là tiền phòng thôi. Đó, chúng ta dùng từ ngữ chúng ta sẽ phải dùng cho chính xác. Rồi và khách sạn sẽ giữ phòng cho bạn đến 12 giờ ngày hôm sau. Đúng chưa? Rồi. Vậy bây giờ xem cô là khách hàng. Vậy đặt phòng có đảm bảo là sao vậy em? Bạn nói đi ạ. Thanh Phương. Hello. Hello, cô nghe em cô. Tại cái mic của em nó bị không có cách nói được. Rồi, cô nghe rồi đó. Dạ rồi, dạ. Nếu mà cô là khách hàng thì em sẽ tiếp. Rồi, bây giờ chúng ta giao tiếp luôn ha. Ủa, đặt phòng dạ. Có đảm bảo là sao em? Dạ, chị đặt phòng có đảm bảo bên em á, có nghĩa là chị sẽ có đúng cái loại phòng và các cái chi tiết kèm theo mà chị đã thỏa thuận với em á. Với lại thì mình có thể nhận phòng bất cứ lúc nào mà từ cái giờ nhận phòng trở đi cho tới cái lúc mà tụi em đóng cái giờ nhận phòng luôn. Và tụi em sẽ đảm bảo cho chị là có phòng cho dù mùa đó là thấp điểm hay cao điểm thì mình sẽ được những cái lợi đó đó chị. Và để đảm bảo cho tụi em thì chị sẽ cọc trước cho tụi em một đêm tiền phòng nha. Dài dòng quá chị không hiểu. À ý là đặt trước thì chị sẽ được giữ cái phòng đó cho dù là chị đặt vào mùa cao điểm hay thấp điểm. Chị phải cọc trước cho tụi em một đêm tiền phòng để em giữ cho bên em sẽ giữ cho chị. Rồi. Cô nói thì các bạn tự ghi bài nha, tại vì phần sau này khi mà đi vào phần thực hành thì cái này các bạn sẽ tự xây dựng những câu nói chứ cô không đọc cho các bạn chép, được chưa? Vậy bây giờ cô giảng kỹ phần này thì các bạn tự ghi bài, được chưa? Lưu ý khi giao tiếp những cái gì mà khách làm thì chúng ta đừng dùng chữ phải. Dùng chữ phải nghĩa là chúng ta đang bắt buộc khách. Mà những gì chúng ta làm thì chúng ta mới nói phải. Còn những gì khách làm chúng ta sẽ làm nó cái ý nghĩa của nó nhẹ, nó vơi đi bằng những từ gì ạ? Chỉ cần. Anh chị chỉ cần, anh chị sẽ là đủ rồi. Chứ đừng có anh chị phải. Đúng không ạ? Còn khi mà đối với những việc chúng ta làm, chúng ta sẽ dùng những từ nó rất là nặng, rất là mạnh, để cho thấy cái sự cam kết lớn. Bên em hứa sẽ làm gì đó. Bên em sẽ phải làm gì đó. Đúng không ạ? Đó là nghệ thuật chúng ta dùng từ ngữ. Chúng ta đảo ngược hai cái đó lại với nhau là chúng ta mất cái nghệ thuật rồi. Vậy cũng đi từ hai ý này mà ra thì chúng ta nên nói như thế nào? Dạ, đặt phòng có đảm bảo là chị chỉ cần trả trước cho bên em một đêm tiền phòng
thôi, một đêm thôi, đúng không? Chị đặt cái, chị đặt cái đơn đặt phòng đó 5 đêm, nhưng mà giờ chị chỉ cần trả trước cho bên em một đêm tiền phòng đầu tiên. Và bên em hứa, bên em cam kết, bên em chắc chắn sẽ giữ cái phòng như chị đặt, như chị đã đặt, đúng không ạ? Còn đã đặt nó như thế nào là cái phần đầu chúng ta đã thỏa thuận, chúng ta giới thiệu rất là nhiều rồi. Đúng không? Bên em hứa, cam kết, chắc chắn, dùng từ nào cũng được, sẽ giữ phòng theo các yêu cầu, theo thông tin chị đã đặt. Chị có thể đến nhận phòng bất cứ giờ nào trong thời gian nhận phòng từ ngày đến cho đến 12 giờ trưa của ngày hôm sau. Đúng không ạ? Rồi, đó là cách chúng ta nói về đặt phòng có đảm bảo. Rồi, cái phần này cô giảng thêm cho các bạn. Tại sao? Cái này giảng để các bạn hiểu sâu về nguyên tắc. Người ta trả phòng, người ta trả tiền phòng một đêm tiền phòng đầu tiên. Đúng không ạ? Vậy tại sao bạn dám hứa người ta là em sẽ chắc chắn giữ phòng? Dù khách không đến, bạn cũng không được bán cái phòng đó. Vì quy tắc này, cho nên bạn mới tự tin bạn nói với người ta là gì? Em sẽ giữ phòng cho chị đến 12 giờ trưa ngày hôm sau. Vì sao? Vì người ta trả trước một đêm tiền phòng cho bạn rồi, người ta không đến thì phòng đó bạn vẫn có doanh thu, không có người ở nhưng tiền vẫn có, sướng hơn. Đúng không ạ? Vậy tại sao giữ đến 12 giờ trưa ngày hôm sau? Giờ nhận phòng của khách sạn theo tiêu chuẩn là 2 giờ chiều ngày đến, và giờ trả phòng là 12 giờ trưa. Rõ ràng khách trả trước cho chúng ta một đêm tiền phòng, nghĩa là khách sở hữu cái phòng đó từ 2 giờ chiều ngày hôm nay đến 12 giờ trưa ngày hôm sau, đúng không? Vậy dù họ đến hay họ không đến thì chúng ta không được bán cái phòng đó cho đến 12 giờ trưa ngày hôm sau. Đúng không ạ? Nhưng thông thường nếu khách họ chắc chắn rằng chuyến đi họ sẽ đến thì họ cũng đâu mất mát gì đâu, tiền nó đâu mất đâu, tiền đó chính là tiền phòng. Đúng không ạ? Và họ cảm thấy điều gì? Họ cảm thấy được là mình chắc chắn có phòng. Được chưa? Rồi, nếu chỉ nói phần đặt phòng có đảm bảo không thì khách sẽ chưa có bị lung lay nhiều. Vậy chúng ta nói qua đến phần đặt phòng không đảm bảo. Để cho khách nghe khách sợ. Sợ làm sao? Mình mà chọn đặt phòng không đảm bảo là nhiều khi không có phòng như chơi. Đúng không ạ? Để khách sợ, mình không hù dọa khách nha. Mình chỉ nói định nghĩa cho khách nghe thôi. Mình chỉ nói đặt phòng đảm bảo là gì, đặt phòng không đảm bảo là gì. Nhưng mà cái đặt phòng đảm bảo thì mình nâng khách lên. Đặt phòng không đảm bảo thì sao? Mình dùng những từ ngữ ghê gớm hơn một tí. Để sao? Khách thấy ừ, đặt phòng có đảm bảo mình đâu mất mát gì đâu. Đặt phòng không đảm bảo xui xui mà mình trễ chuyến bay, mình kẹt xe hoặc là mình đi làm việc, mình về trễ cái tới nó bán phòng mình mất tiêu. Đúng không ạ? Rồi, vậy đây là định nghĩa của đặt phòng không đảm bảo. Ngược lại hoàn toàn. Về phần trả tiền, khách không cần chi trả một khoản nào cả. Đúng chưa? Rồi. Nhưng sao ạ? Khách sạn chỉ giữ phòng cho đến 18 giờ của ngày đến. Tùy nha. Một vài khách sạn quốc tế người ta chỉ giữ đến 16 giờ. Một vài khách sạn người ta sẽ giữ đến 18 giờ. Dạ. Vậy cũng là từ hai cái ý của đặt phòng có đảm bảo. Nhưng bây giờ không đảm bảo là gì ạ? Chúng ta có thể nói với khách gì ạ? Còn đặt phòng không đảm bảo là anh chị không mất khoản chi phí đặt trước nào cả. Nhưng mà khách sạn em không có hứa giữ phòng cho anh chị sau 6 giờ chiều. Nếu anh chị đến sau 6 giờ chiều thì có thể loại phòng như anh chị mong muốn không còn nữa. Thì lúc đó khách sạn có loại phòng nào tụi em sẽ bán theo giá hiện tại của loại phòng đang có. Đúng không ạ? Ví dụ họ đặt phòng deluxe nhưng mà lỡ đi làm về trễ, chuyến bay đáp trễ, kẹt xe về khách sạn trễ, 7 giờ 8 giờ mới tới khách sạn, deluxe hết rồi, bắt phải mua phòng suite giá gấp đôi. Còn không, không có chỗ ở,
không có phòng ngủ, đúng không ạ? Rồi đương nhiên cái loại hình này chúng ta sẽ áp dụng cho những cái thời điểm mà cao điểm, đúng không? Còn đương nhiên thấp điểm thì chúng ta rất là cần khách, đúng không? Phòng còn đầy ra đó, nhưng mà khi nhận đặt phòng của khách thì luôn luôn chúng ta hướng khách đến việc đặt phòng có đảm bảo. Rồi, đây cũng lại là một cái bảng so sánh việc trách nhiệm và lợi ích của loại đặt phòng không đảm bảo. Và đọc ở trong này thì chúng ta sẽ thấy nó đi ngược lại so với cái bảng so sánh của đặt phòng có đảm bảo hồi nãy. Thì hồi nãy đảm bảo có đặt phòng, khách phải trả một đêm đầu tiên, thì đây khách không trả gì cả, đúng không? Và những cái lợi ích, những cái trách nhiệm nó sẽ đi ngược lại của cái bảng hồi nãy. Vậy riêng đối với việc đặt phòng, chúng ta cần phải lưu ý là luôn luôn hướng khách đến việc đặt phòng có đảm bảo, nhưng chúng ta hướng thôi nha, chúng ta thuyết phục thôi nha, chúng ta không bắt buộc. Hướng và thuyết phục bằng cách nào? Bằng cách giải thích rõ các cái việc điều kiện liên quan đến không đảm bảo, là hồi nãy cô nói gì làm cho khách sợ đó, đúng không ạ? Rồi nói rõ ra những cái quy định, những cái thông tin, được chưa? Và giới thiệu ra đầy đủ để sao ạ? Chúng ta chỉ dùng ngôn ngữ, dùng lời nói để chúng ta kích thích cho cái việc là khách à, tôi chọn đặt phòng có đảm bảo. Rồi, bài hôm nay chúng ta sẽ ngưng ở ngang đây. Bài tập về nhà cho mỗi lớp có chủ đề. Đầu tiên là lớp máy N06 đúng không nào? Lớp N06, các bạn tìm hiểu giúp tôi các nguồn đặt phòng theo như slide này. Slide tôi đang chiếu đây. Các bạn có lại phần record để mà ghi chép phần này ra. Thứ nhất, đây là các nguồn đặt phòng theo tiếng Anh. Thứ nhất, các bạn sẽ phải tìm hiểu nguồn đặt phòng này nghĩa tiếng Việt là gì và giải thích thêm ra. Được chưa? Đó là bài của lớp N06. Rồi, tiếp theo. Lớp N06 rồi đến N mấy nữa nào? N9 cô. Rồi. N09, các bạn sẽ tìm hiểu về các hạng phòng cơ bản. Các hạng phòng cơ bản là như thế nào? Rồi, các bạn có thể tìm ở đâu? Quảng cáo của các khách sạn, Internet, Google, hoặc là các tài liệu dữ liệu về ngành nhà hàng khách sạn của chương trình VITOS. Rồi, lớp tiếp theo, N09, sau N09 là N mấy nào? Dạ, N10. N10. Chủ đề N10 sẽ tìm hiểu đó là các loại phòng theo cơ cấu giường. Các loại phòng theo cơ cấu giường là gì? Rồi, lớp tiếp theo nào. N10. Rồi, lớp mấy nữa? N11 của cô. Cô ơi, cô ơi. N10 của cô là tìm các loại phòng theo cơ cấu giường của cô là làm ra một cái bảng hay sao cô? Không, các bạn theo các bạn hiểu là có những loại cơ cấu giường nào như thế nào. Hôm sau tôi sẽ đặt câu hỏi ha. Và theo cái chủ đề này,
các bạn sẽ phải tìm hiểu toàn bộ những cơ cấu giường tồn tại hiện tại đang có là những cơ cấu giường như thế nào, và cái cơ cấu giường đó thì cái kích thước giường, cái size giường nó như thế nào. Dạ. Em cảm ơn cô. Rồi. Bởi vì chúng ta không học trên lớp được, chứ đúng ra cái bài này nếu học trên lớp thì mỗi lớp sẽ là một bài thuyết trình và phải làm chiếu slide này nọ, nhưng mà vì không làm được cho nên tự các lớp hoặc là các lớp các bạn tự họp nhóm lại với nhau trên các phương tiện Zalo hay gì đó cũng được, tùy các bạn họp nhóm lại với nhau để cuối cùng chúng ta đúc rút ra một cái kết quả cuối cùng và cả lớp đều cùng một kết quả đó. Thì ngày hôm sau mỗi câu hỏi tôi đặt ra tôi gọi một tên một bạn khác nhau, đúng không ạ? Nhưng mà mỗi lớp chúng ta là một chủ đề. Rồi lớp N11, các bạn cho tôi biết về các loại giá. Dạ. Hồi nãy cái lớp đầu tiên là các nguồn đặt phòng khác nha. Còn bây giờ là các loại giá theo thị phần khách. Đây à, đây là các loại giá theo thị phần khách. Rồi, cũng là tiếng Anh, sau đó tìm tiếng Việt và sau đó giải thích. Đúng không ạ? Hết chưa? 5 lớp rồi đúng không? Còn lớp nào nữa không nào? Giờ còn N12 nữa cô. Ồ, còn N12. Ủa, nãy giờ mới có 4 lớp rồi hả? N12. N12. Tìm hiểu cho cô về đặc tính phòng. Rồi, đừng quan tâm đến cái slide ha. Chúng ta quan tâm đến cái chủ đề thôi nè. Các loại phòng theo đặc tính phòng. Rồi, tôi hướng dẫn thêm chi tiết cho lớp N12. Đặc tính là gì? Đặc tính là đặc điểm và tính chất. Đặc điểm và tính chất, khi nói đến đây là chúng ta hiểu là chúng ta mô tả các phòng. Rồi. Tất cả những bài về nhà này của các bạn cần phải làm, bởi vì nó liên quan đến việc sau này đi vào quy trình, từng bước quy trình. Đây là những việc mà chúng ta sẽ phải làm. Yeah. Đặc tính phòng là đặc điểm và tính chất. Rồi, các bạn sẽ đi xoay quanh các ý một cái phòng để nêu lên đặc điểm và tính chất thì chúng ta sẽ nói lên vấn đề gì. Tôi ví dụ diện tích nè, trang thiết bị nè, hướng nhìn nè, đúng không ạ? Đó là những cái gì gọi là đặc tính, những cái gì nó liên quan đến đặc điểm và tính chất của phòng thì các bạn có thể liệt kê ra. Và sau khi liệt kê rồi thì chúng ta sẽ nghĩ đến là từng hạng phòng, ví dụ phòng deluxe có đặc tính như thế nào, phòng suite có đặc tính như thế nào, phòng presidential suite có đặc tính như thế nào. Được chưa? Lớp N12 hiểu cái chủ đề của mình chưa? Đó rồi, N12 hiểu chủ đề của mình chưa nào? Dạ rồi. Rồi, rồi về các bạn làm cá nhân cũng được, làm nhóm cũng được, làm theo cách nào cũng được. Nhưng ngày hôm sau cô sẽ nêu câu hỏi và sẽ mời các bạn trả lời theo cá nhân ha. Chứ không có chuyện là cả lớp một bạn đại diện làm nha. Đừng hiểu nhầm nha. Rồi, Thanh Phương có câu hỏi gì không nào? Cô ơi, nãy cô giao cho N9 là tìm hiểu về các loại phòng cơ bản á, thì em thấy nó gần giống như của N12 đó. Là tụi em chỉ nêu tên ra thôi chứ không có nêu đặc tính đúng không cô? Các hạng phòng cơ bản. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, nhưng tụi em còn có những nhóm hạng phòng nữa chứ. Đặc tính của N12 là chỉ có 5 hạng phòng cơ bản. Đúng không? Dạ. Còn của tụi em á là hạng phòng cơ bản là còn có những cái nhóm loại phòng với nhau nữa. Được chưa? Là tụi em chỉ nêu tên thôi chứ không có nói đặc tính rõ ràng như bên N12 đúng không cô? Đúng rồi, N12 họ đi tìm sâu vào đặc tính, nghĩa là trong cái đặc tính đó có bao nhiêu cái đặc tính, họ sẽ phải liệt kê ra hết. Đúng không? Còn cái lớp của tụi em thì nêu các hạng phòng và em sẽ phải ví dụ cho lớp biết, ví dụ cái hạng phòng đó thì nó ở cấp độ nào, thông thường nó sẽ như thế nào.
Được chưa? Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ. Rồi. Rồi, hôm nay lúc chúng ta ngừng ngang đây. Ngày tiếp hôm tiếp theo là sáng thứ tư đúng không? Rồi, sáng thứ tư gặp lại các bạn và chúng ta sẽ làm bài, sửa bài và chúng ta sẽ chốt lại khách sạn Sài Gòn Hotel của mình. Sau này mình phải thực hành thì hạng phòng nào và đặc tính nào để chúng ta xây dựng, sau này chúng ta làm quy trình đặt phòng để chúng ta bán hàng ha. Rồi, chào các bạn. Trả lớp lại cho cô Trang nha. Cảm ơn cô. Điểm nhân lớp 26 tờ 6, Đinh Trọng Kha. Đinh Trọng Kha. Tô Thị Nở. Nguyễn Quốc Thái. Rồi ba bạn không im lặng là coi như vắng nha. 26N9. 26N9 đủ. 26N10 đủ. 26N11 đủ. 26N12 Mai Trinh, Nguyễn Thị Mai Trinh. Nguyễn Thị Mai Trinh. Rồi, rồi vắng nha. Xong là có update cho các bạn. Thank you. Thank you. And then identify someone who doesn't date men.